đó là lời thần tiếng khóc của con gái Tú. Con xin được vĩnh biệt cha từ đây. Còn lời thân tiếng khóc của toàn thể các con trai con gái. Thắp nén nhang để các con than thở. Nghĩa sinh thành con mang nặng cất ba tiếng khóc chào đời, cha ơi con được mẹ kể rằng cha chạy vào trong con, cha muốn về vừa cười vì cha đợi 9 tháng 10 ngày đợi chúng con sinh ra. Cha ơi lúc đó con bé con không biết gì, chỉ biết mẹ con kể lại. Mẹ con bảo để cha đi công tác cha bảo rằng như là đi đâu một tháng không về vì cha nhớ chúng con. Nhưng cha ơi cha cứ về đến nhà là quà bánh đầy nhà cha cho chúng con. Cha ơi thế mới biết rằng tình thân phụ tử cao cả biết bao nhiêu. Cha ơi con ơi con mới biết lòng cha mẹ. Năm tháng trôi đi thì chúng con nay đã nên người. Mười ba, mười bốn.
tâm công đi cơ bản vẫn dỗ dành những lời yêu thương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về ăn gì cuối cùng. Cha ơi, thế là giờ đây đã đôi nơi cách chờ. Chúng con mất cha rồi, con biết tìm cha ở nơi đâu. Con cầu chúc cho cha đi về với những hàng người an nghỉ, trong phù hộ độ trì cho chúng con. Yeah, boy.